Vâng, chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của em về cập nhật giá hồ tiêu ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 năm 2024. Giá tiêu ngày hôm nay thì bất ngờ tăng vọt ở thị trường trong nước, được thu mua ở các thị trường trọng điểm với giá giao dịch trung bình từ 144.000 đến 145.500 đồng một ký. Các bạn lưu ý là giá này em cập nhật giá tiêu trung bình ở các địa phương nhé, còn giá sẽ thay đổi tùy vào cơ cấu của tùy từng vùng. Rồi, cụ thể giá tiêu tại từng địa phương ngày hôm nay như sau. Giá tiêu tại khu vực Gia Lai được mua ở mức 144.000 đồng một ký. Giá tiêu ở khu vực các tỉnh Đồng Nai được mua ở mức trung bình 143.500 đồng một ký. Ở Đắk Lắk được mua ở mức trung bình 145.500 đồng một ký. Ở Đắk Nông giá trung bình là 144.500 đồng một ký. Và tại ở Bà Rịa Vũng Tàu thì trung bình là 144.500 đồng một ký. Và Bình Phước là 145.000 đồng một ký. Như vậy thì sau 2 ngày ổn định giá đi ngang thì hôm nay tiêu bất ngờ tăng vọt ở các địa phương, tăng lên với mức trung bình từ 1.500 đến 2.500 đồng một ký. Theo các chuyên gia dự đoán thì trong mùa vụ tới thì ở nhiều vùng sẽ được mùa và có sản lượng hơn một chút, nhưng mà cũng không thể bù lại được cái diện tích hồ tiêu đã bị mất và cái sản lượng hồ tiêu bị thiếu hụt. Do đó thì cái nguồn cung tiếp tục bị thiếu hụt này thì giá sẽ được dự báo là sẽ còn tăng trong thời gian tới. Còn đối với nhiều nhà vườn và nhiều bác trồng tiêu thì cũng chia sẻ là mùa vụ tới này thì vườn nhà họ không cho trái hoặc cho trái rất là ít, cho nên là họ thu nhập được thấp. Cho nên đây là cũng tùy từng vùng thôi các bạn, chứ có thể nơi các bác thì lại ít trái hoặc không có trái, nhưng mà ở nơi khác thì họ lại sai trái. Đây là tùy vào cơ cấu khí hậu cũng như là địa hình của từng vùng nhé các bác nhé. Rồi em xin phép kết thúc video đây. Chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và vui vẻ nhé. Alo. Đây. Anh ơi, anh đang ở đâu? Anh đang đi có việc. Anh ơi, em bảo này, em có lỗi với anh từ ngày em lấy anh đến bây giờ. Hôm nay em có lỗi với anh. What?